Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ giải câu 44 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 bằng máy tính Casio. Rồi đầu tiên, mình sẽ ghi lại cái yêu cầu bài toán. Gx bằng x mũ 4 nhân cho f của x trừ 1 tất cả bình phương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xác định hàm số y bằng fx. Cho nhận thấy yêu cầu bài toán là cho hàm số bậc 4 fx có bảng biến thiên như hình vẽ. Vậy ta sẽ nhận xét được hàm số fx là hàm trùng phương. Mình sẽ đặt như sau. Sẽ đặt fx bằng ax mũ 4 cộng bx bình phương cộng với c. Rồi, sau đó mình sẽ tính đạo hàm của nó f phẩy x, chính là bằng 4ax mũ 3 cộng 2bx. Rồi, để giải được hệ số abc ta làm như sau. Thứ nhất, ta phải tìm ra được 3 phương trình. Phương trình đầu tiên là f0 bằng 3. Phương trình số 2 là f1 là bằng trừ 1. Và phương trình số 3, f phẩy của 1 bằng 0, là do 1 là một điểm cực trị của hàm số fx. Và từ đây ta sẽ suy ra được f0 bằng 3 ta sẽ suy ra được là a nhân x mũ 4 là hết, b nhân x bình phương là hết, còn số c bằng 3. F1 bằng trừ 1 mình thay vào sẽ được là a cộng b cộng c bằng trừ 1. Và f phẩy của 1 bằng 0, khi mình thay f bằng 1 vào đây, mình có là 4a nhân 1 mũ 3 cộng 2b nhân 1 là bằng 4a cộng 2b bằng 0. Đến đây dùng máy tính ta sẽ giải ra được a bằng b bằng c bằng. Ở đây sau khi bấm máy mình tính ra được là a bằng 4, b bằng trừ 8 và c bằng 3. Đấy, để ta suy ra được hàm số fx chính là bằng 4x mũ 4 trừ 8x bình phương cộng với 3. Rồi, mình đặt x trừ 1 bằng u và sẽ được là fu chính là bằng 4u mũ 4 trừ 8u bình phương cộng 3, với ở đây là u bằng x trừ 1. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập hàm số trên vào máy tính Casio để xử lý. Bây giờ mình sẽ bật cái máy tính Casio lên. Để có được kết quả chính xác thì mình sẽ bật bằng giá trị có một hàm, bấm shift menu, bấm chữ xuống 2 lần. Đây, mình sẽ chọn số 1 là bằng giá trị. Mình chọn 1, mình chỉ chết một hàm fx thôi. Rồi bây giờ mình bấm mod 8. Sau mình nhập hàm số vào. Nhưng để xác định số điểm cực trị nhanh hơn thì mình sẽ sử dụng chức năng tính đạo hàm tại một điểm của hàm số. Nhập vào tại đây là x bằng chữ x ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhập hàm bên trong. Đó chính là x mũ 4 nhân cho hàm bên trong bình phương. Hàm bên trong là 4u mũ 4, mình sẽ để 4 vào ngoặc mũ 3 trừ 8u bình cộng 3. Rồi bây giờ cái ngoặc mình sẽ nhập là x trừ 1 rồi tương tự ở bên đây mình tiếp tục nhập là x trừ 1 rồi mình tiếp tục đây. Rồi đây đã xong rồi, bây giờ mình muốn phím bằng. Rồi, để hỏi là giá trị bắt đầu thì mình nhập là x bằng trừ 1. Giá trị kết thúc mình nhập số 3 ở đây luôn đi, nó có sẵn rồi, mình nhập số 3 luôn. Rồi, còn bước nhảy, mình sẽ để bước nhảy ở đây, nó là lấy cuối trừ đầu là 4, chia cho 44. Nhập cho bằng 2 lần, để máy tính xử lý kết quả. Sau khi máy tính hiện ra kết quả, mình có nhận xét như sau. Nếu như x0 là điểm cực trị của hàm số fx thì đạo hàm sẽ thổi dấu khi hàm số đi qua điểm x0, thì đó có nghĩa là nó sẽ đổi dấu từ dương qua âm hoặc từ âm qua dương. Và đây nó đang là kết quả âm. Từ giá trị âm đây mình sẽ đi kéo bằng giá trị đi xuống. Đây, như các bạn thấy đây, nó đổi từ âm qua dương là nó có một điểm cực trị. Rồi từ dương qua âm là hai điểm cực trị. Đây nó bằng 0, đây bằng 0, đây là ba điểm cực trị. Rồi nó vẫn tiếp tục dương. Đây, từ dương qua âm 4 điểm cực trị. Từ âm qua dương là 5 điểm cực trị. Nó vẫn đang dương.
Từ dương qua âm là 6 điểm cực trị. Rồi, nó đang âm. Đây, từ âm qua dương là 7 điểm cực trị. Rồi, nó đang dương nè. 7. Rồi, từ dương qua âm là 8 điểm cực trị. Rồi, từ âm qua dương là 9 điểm cực trị. Và bây giờ nó tiếp tục tăng lên. Đây, nó vẫn tiếp tục, vẫn là dương đây. Rồi, đây. Thì giá trị cuối cùng vẫn đang dương. Và chứng tỏ hàm số có 9 điểm cực trị. Vậy điều này chứng tỏ hàm số có tổng cộng là 9 điểm cực trị. Vậy phương án đúng ở đây chính là phương án C. Cảm ơn đã xem, thấy video của mình hay và hấp dẫn thì hãy cho mình một đăng ký, một like và đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé.